À, cả nhà ơi, hôm nay Xuân có một cái câu chuyện rất là vui khi mà Xuân được anh Chính Trương, resort Chính Trương Hoa Lan, là fanpage và cái Facebook là Chính Trương, thì anh ấy vào giao cho Xuân một cái cây tuyết đỉnh hồng. Xuân giao lưu với anh ấy và có một cái động thái là anh em Bắc Trung Nam là tới đây là sẽ quyết tâm cùng bắt tay nhau, cùng cùng làm lại thị trường và cùng cùng với nhau để xây dựng lại. Đó. Và Xuân hy vọng rằng là tất cả anh em chúng ta tới đây là cùng một kim chỉ nam, cùng đoàn kết và cùng xây dựng. Đó. Từ cái thời mà anh em bắt đầu phát triển thị trường lan, đúng không ạ? Rất ít những anh em chơi lan. Đến bây giờ chúng ta đã có thị trường, chúng ta đã có sân chơi của 63 tỉnh thành trên toàn quốc, đúng không ạ? Và cái những cái thời điểm khó khăn nhất, những cái thời điểm mà truyền thông chưa phát triển, những cái thời điểm mà Facebook chưa có, hồi đó chỉ có là chat Yahoo thôi, mà chúng ta đã phát triển đến như ngày hôm nay. Và nhờ những cái kênh truyền thông, ví dụ như là Facebook, Zalo, TikTok, đúng không ạ, YouTube, và chúng ta lan tỏa đó, Bắc Trung Nam cùng nhau lan tỏa, và chúng ta có được cái thị trường như ngày hôm nay, đúng không ạ? Thì đồng nghĩa với rằng Xuân cũng hy vọng rằng là chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau bỏ tất cả các cái tôi qua một bên, để chúng ta cùng đoàn kết, chúng ta cùng một cái kim chỉ nam, và chúng ta cùng nhau đưa cái vẻ đẹp của Hoa Lan vươn xa hơn, đúng không ạ? Và đi lên một tầm cao mới. Dạ, bác Thắng Nguyễn, Huy, em Huy thì Xuân không chê vào đâu được, cực kỳ có duyên mà lại hát hay nữa. Em ấy cũng là người em cực kỳ tâm huyết vào cái thế giới lan này. Thì thật sự ra mà nói thì thời gian vừa rồi thì Xuân khá là bận trong cái công việc của gia đình. Tại vì Xuân có một cái tâm huyết để báo hiếu cho bố mẹ, thì Xuân cố gắng trong năm nay là Xuân hoàn thành xong cái nhiệm vụ của Xuân. Cho nên là đợt vừa rồi thì thực sự ra nói là quá nhiều việc, cho nên là cũng có em Cao Tùng Huy hỗ trợ Xuân rồi lên để gặp gỡ giao lưu với cả nhà. Thì cũng nhân tiện qua bài live như thế này thì Xuân cũng hy vọng rằng là cả nhà ơi, em Huy cũng là một thành viên của Hoa Lan Bình Phước, và em Huy là đại diện hình ảnh của Xuân mỗi khi mà Xuân vắng mặt. Cả nhà thấy không ạ? Em Huy là cái người mà đại diện cho Xuân cũng đi giao lưu với các vườn trong cái thời gian mà Xuân khá là bận, rồi cũng đại diện cho Xuân để chia sẻ, để lan tỏa cái đam mê của cái thị trường lan va chúng ta. Thì Xuân cũng tới đây thì Xuân rảnh dần rồi, thì Xuân sẽ thường xuyên cùng với em Cao Tùng Huy cũng như anh em Hoa Lan trên toàn quốc cùng nhau bắt tay, cùng nhau nắm tay, cùng nhau đoàn kết để chúng ta lan tỏa, đưa cái vẻ đẹp của cái hoa phong lan xa hơn, rộng hơn nha cả nhà nha. Xin chào anh Nguyễn Mạnh Tú, xin chào Hạnh Đinh, xin chào anh Luân Nguyễn Đình. Anh Luân Nguyễn Đình đang đặt Xuân thêm một cái chậu hoàng long nữa, mà đặt lâu lắm rồi, kêu tài xế xuống chở, nhưng mà Xuân vẫn còn chưa chụp hình, gửi hình chậu, gửi hình cây cho anh Luân. Một người yêu lan thực sự nha cả nhà nha. Anh ấy là ở Long Xuyên, An Giang, một người anh khá là tâm huyết với lại lĩnh vực lan va của chúng ta. Và anh ấy còn tâm huyết hơn, anh ấy có một vài dự án liên quan đến lan va, nhưng mà Xuân chưa tiện nói ở đây, tại vì đó là cái anh ấy đang ấp ủ, và anh ấy sợ rằng nói ra sẽ làm không được. Thì anh em đang cùng nhau ấp ủ, và hy vọng rằng là sẽ phát triển được thêm cái thị trường lan va. Và cũng là một người anh, khi mà đầu tiên đưa về Long Xuyên, An Giang những cái cây đỉnh cao nhất đó, như ví dụ như là người đẹp Long Khánh nè, cả nhà thấy không ạ? Đã có mặt ở tại Long Xuyên, An Giang, đã có mặt ở tại vườn lan của anh Luân Nguyễn Đình
À, còn fanpage của anh ấy là Hoa Lan Khánh Khôi. À, và Hoàng Long, à, kiếm thì đỉnh nhất là của Hoàng Long thì cũng đã có ở tại vườn anh ấy. À, rồi à, cái gì ta, à, Bảo Duy, rồi à, Người Đẹp Bình Dương, rồi à, Tế Hồng Hạc, rồi à, Gia Vàng, rồi trời vân vân. Một người yêu Lan thực sự, một người à, tuy á, là à, vào Lan những lúc á, mà à, thị trường Lan à, đang đi xuống nhất, thì anh ấy là tâm huyết nhất. À, thì à, Xuân hy vọng rằng á, là Xuân à, vẫn luôn luôn là người tiếp lửa, luôn luôn á, là cái người đưa đến cái lòng tin của anh ấy đối với thị trường Hoa Lan. À, cũng hy vọng rằng á, là anh à, sẽ là một người anh để cùng với em, cùng anh em yêu Lan trên toàn quốc để phát triển hơn cái thị trường Hoa Lan của chúng ta, để giúp cho cái vẻ đẹp của Hoa Lan đi xa hơn, vươn xa hơn. Dạ, đúng rồi anh Lân Nguyên Đình, Đại Cát, đúng rồi. Hello, xin chào anh Chính Trương. À, em vừa mới nói với mọi người về anh Chính. Em đang nói là hôm nay đó là một minh chứng, anh Chính đã vào trong đây và đem một cái tuyết đinh hồng vào cho em, và anh em đang đang cùng nhau, cùng bắt tay nhau, cùng ôm nhau, cùng nhau tới đây là sẽ theo một kim chỉ nam là Bắc Trung Nam sẽ là một nhà, và sẽ cùng nhau đoàn kết, cùng nhau phát triển, cùng nhau đưa thị trường Lan trở lại. Đó. Em cũng hy vọng rằng là tới đây anh em chúng ta và cùng toàn bộ anh em yêu Lan trên toàn quốc chúng ta đi ra đúng hướng rồi, đúng không ạ? Và những cái ngày khó khăn nhất chúng ta vượt qua rồi, và đến bây giờ cây Lan đã phát triển ở 63 tỉnh thành, thì đến bây giờ anh em chúng ta theo một cái kim chỉ nam, chúng ta bỏ tất cả cái tôi qua một bên và chúng ta cùng nhau bắt tay nhau lại. Đó, cùng nhau nói về những cái thứ tích cực nhất. Đó, và chúng ta cùng nói về cái vẻ đẹp thuần khiết nhất của cây hoa Hoàng Lan. Cả nhà cùng nhau ạ. Khi mà cây hoa Hoàng Lan thì được chúng ta chơi từ rất lâu đời rồi. Và cả nhà biết rồi, đúng không ạ? Ở trong rừng thì toàn bộ những cái cây phi điệp thân thồng của chúng ta, gọi tắt là cây giả hẹt, đúng không ạ? Nó xuất thân từ ngoài tự nhiên, từ trong những cái khu rừng, đúng không? Và đặc biệt rằng cả nhà biết rồi, nó cái vẻ đẹp của nó phát triển ở trong rừng sâu và nó vẫn khoe sắc, đúng không? Và vẫn cứ đưa cái vẻ đẹp của nó để trưng bày và không cần một ai phải nhìn phải ngó, đúng không? Nó đẹp thuần khiết như thế và nó vĩ đại như thế, đúng không? Người Hoa Lan không có tội, chỉ có chúng ta thôi, chúng ta làm xấu đi nó thôi. Và những người mà làm xấu cái hình ảnh Hoa Lan thì Xuân hy vọng rằng là tới đây chúng ta phải nên nhìn nhận lại. Sáng ngày mai Huy ơi, sáng ngày mai em sẽ live stream một cái hoa nong trắng thiên mỹ đang nở ở mình, và một cái hoa giả hạt thường đang nở ở vườn mình, để chỉ ra vì sao mà nó đột biến, vì sao mà nó đẹp đó. Và đặc biệt rằng cả nhà ơi, khi mà cả nhà chuyên sâu vào nó, cả nhà đấy cảm nhận được rằng là nó khác với hàng công nghiệp như thế nào. Mỗi một cái loài hoa phi điệp đột biến của mình, hoặc là một loài hoa giải hạt của mình, nếu như mà nó không rơi vào hàng công nghiệp, thì cả nhà sẽ cảm nhận được rằng vừa vẻ đẹp, và cả nhà sẽ cảm nhận được cái hương thơm của nó. Mỗi một loại nó sẽ có một cái hương thơm riêng, đặc trù riêng. Ok, anh Hoa Lan Cánh Khôi. Và Xuân hy vọng rằng là trên cái bài like của Xuân thì lâu lâu Xuân cứ nhắc một vài anh em trong bài like, thì Xuân hy vọng rằng là cả nhà ơi, những người mà Xuân nhắc tên thì Xuân đã từng giao lưu và từng gặp gỡ, và Xuân biết được tính cách của người ấy. Người ấy có tâm huyết cho thị trường hay không, người ấy có đàng hoàng hay không, thì Xuân hy vọng rằng là cả nhà cũng cùng nhập fanpage đó của anh Hoa Lan Khánh Khôi nè, Xuân ghim nè, Xuân sẽ ghim cho cả nhà thấy đó. Và cả nhà ơi, cả nhà có thể là bấm theo dõi trang và cùng mãi mãi là của nhau, đúng không ạ?
cùng kết bạn, cùng kết nối, cùng giao lưu với là anh Hoa Lan Khánh Khôi nha cả nhà nha. Và hy vọng rằng trong thời gian tới thì cả nhà được gặp gỡ anh Hoa Lan Khánh Khôi, nói chung, và anh Nguyễn Đình Luân, tên thật của anh nói riêng, thì cả nhà mới thấy được là một người anh tuyệt vời như thế nào, một người rất đam mê caro ba băng nha cả nhà nha. Và cũng đang có một câu lạc bộ bida, và cả nhà cứ lên kênh YouTube, ví dụ như là cái kênh Cơ Hay nè, rồi cái kênh gì nữa Xuân không nhớ được, nhưng mà cả nhà sẽ thấy được rằng là anh ấy không làm cái gì thôi, đã làm là anh ấy cực kỳ tâm huyết nha cả nhà nha. Có những cái pha biểu diễn về ba băng mà xuất thần, có những pha biểu diễn là tầm quốc tế, cả nhà sẽ được chiêm ngưỡng ở chỗ anh Nguyễn Đình Luân. Và đặc biệt rằng là anh ấy lại có sở thích sưu tầm cơ, có những cái cây cơ toàn thế giới chỉ có được tầm khoảng là vài cây thôi, và anh ấy là người sở hữu đó. Vì sao mà Xuân lại nói chuyện với anh Nguyễn Đình Luân nhiều như thế? Nội dung là ý Xuân muốn truyền đạt như thế này, chúng ta đã cùng một sở thích yêu hoa lan, đúng không ạ? Đã cùng một đam mê, và chúng ta là mỗi người thành công trên mỗi lĩnh vực, và mỗi người chúng ta đang thành công trên nhiều lĩnh vực, thì chúng ta được cùng một cái đam mê, được cùng một sở thích, cùng chơi với nhau, và đặc biệt rằng là cùng học hỏi nhau trên cái trường đời và trên những cái lĩnh vực anh em đang thành công. Đó là một điều tuyệt vời, đúng không ạ? Bản thân Xuân ví dụ như là Xuân có thể là thành công thêm ở những cái thị trường khác, đúng không ạ? Và song song là cùng với Hoa Lan, cùng Lan Quả như anh Nguyễn Đình Luân cũng vậy. Sợ anh Nguyễn Đình Luân ngại, nhưng mà là một người đang làm tài chính, nhưng mà không phải là tài chính đen đâu nha cả nhà nha. Đó là một cái quỹ tín dụng, quỹ tín dụng ở tại Long Xuyên. Thì Xuân cũng hy vọng rằng là tất cả chúng ta cùng gắn bó với nhau. Có thể là cả nhà giỏi cái lĩnh vực này, nhưng mà cả nhà không giỏi lĩnh vực khác. Ví dụ như là nói về tài chính, hoặc là nói về định hướng kinh tế tới đây của Việt Nam chúng ta, rồi xu hướng nó như thế nào, thì cả nhà có thể là liên hệ với anh Nguyễn Đình Luân. Xuân tự tin rằng anh ấy là một người cực kỳ là tuyệt vời và nắm bắt tuyệt vời. Cho nên là ở đây là không những hoa lan, mà chúng ta là những người anh em, những người bạn cùng đam mê, Bắc Trung Nam là một nhà, thì tới đây chúng ta sẽ cùng nhau phát triển nhiều lĩnh vực, và phát triển những cái lĩnh vực mà anh em đang thành công nhất, đúng không ạ? Ví dụ như bản thân Xuân có những mối quan hệ, ví dụ Xuân chơi với những anh em ví dụ như là chăn nuôi đi, đúng không ạ? Hoặc là những anh em không trồng về lan, nhưng mà chúng ta có thể là trồng về dừa, hoặc là các loại cây công nghiệp khác anh em đang thành công, đúng không ạ? Và khí hậu thổ nhưỡng của chúng ta phù hợp, chúng ta có thể là học hỏi của các anh em đó, và chúng ta có thể là làm thêm để có thể là phát triển kinh tế thêm, đúng không ạ? Cho nên ở đây phương châm mùa xuân là trong cuộc sống là anh em chúng ta vô tình, đúng không ạ, trong cuộc sống chúng ta gặp được nhau, thì cũng hy vọng rằng là chúng ta sẽ là những người anh em, những người bạn, đúng không ạ? Còn hơn là chúng ta sẽ là những kẻ thù. Ví dụ như Xuân cũng nhờ cái lan Xuân được gặp em Cao Tùng Huy, và anh em là xác định là sẽ là anh em của nhau, đúng không ạ? Sẽ cùng nhau gắn bó với nhau. Hồi xưa nha cả nhà nha, Xuân không bao giờ Xuân dám đứng lên hát, hoặc là đi các buổi tiệc Xuân không bao giờ dám hát, nhưng mà bây giờ thì Xuân lại dám hát. Tại vì nhờ là được kế bên em Cao Tùng Huy nghe giọng nói của Xuân, rồi lâu lâu lại bắt Xuân hát một bài mà Xuân hát cực kỳ là dở, thì em ấy tự nhìn nhận được rằng là cái tông, cái giọng của Xuân sẽ hát phù hợp với bài nào, và em ấy kêu Xuân học và kêu Xuân tập, nói cứ động viên cay ráng tập đi, thì đồng nghĩa với rằng là tự nhiên cái mình tập được, mình hát được, tự nhiên mình yêu đó, mình yêu ca hát, tự nhiên cái là mình lại hát được, và mình lại tự tin hơn ở trong đám đông. Có những buổi tiệc, rồi có những cái đám cưới, rồi thế này thế kia là mình sẵn sàng luôn. Đến bây giờ là nhiều khi đi đám cưới Cao Tùng Huy là Xuân lại lên hát trước Cao Tùng Huy luôn, cả nhà thấy không? Cho nên là trong cuộc sống là chúng ta có duyên, chúng ta gặp nhau thì chúng ta sẽ là những người anh em,
những người bạn để cùng với nhau đó, phát triển đó, nó hay hơn là chúng ta sẽ thành những người, những kẻ thù, những người đối nghịch với nhau đó, chúng ta nên thêm bạn bất thù, đúng không cả nhà? Ok anh Hoa Lan Khánh Khôi. Dạ rồi, xin chào 400 người đang xem. Huy đã giao lưu với anh em cái gì chưa? Chưa giao lưu cái gì luôn hả? Để Xuân sẽ giao lưu cái nhà một kỳ thôi, một kỳ nhỏ nhỏ thôi. Cái kỳ gì mà anh Nguyễn Đình Luân hình như là có tất cả các giống rồi. Có cái giống gì anh Nguyễn Đình Luân chưa có ạ? Vậy là anh em yêu Lan có đề xuất kỳ nào giống nào ạ? Thiên Mỹ hả? Thiên Mỹ. Không, hoa ban đêm nó cụp. À, cho nhà ngắm Thiên Mỹ nha. Ở con mắt cực đẹp và cái môi nó đặc biệt rằng là cái môi trái tim rất là đều. Sáng ngày mai nó căng lên thì cả nhà sẽ nhìn thấy. Và đặc biệt rằng là cái mũi nó trắng tinh luôn. Trắng mà trắng đến mức mà trắng trong, nó không hề có một tí đục nào luôn. À, nằm ăn trắng Thiên Mỹ thơm. Chà. Ôi, đừng bán lúa non để kiếm kia. Mà kia hình như không có. Kia hình như không có. Kia lúa non à? À, năm mình nhắn Thiên Mỹ là một mặt hoa mà Xuân đặt tên. À, thiên. Thiên có nghĩa là trời. À, Mỹ là mỹ nhân, giống y như là nó là một cái viên ngọc quý được tạo ra giữa đất trời. À, và Xuân cùng Thảo Lần Anh chính chương và đặt tên của nó là năm mình canh trắng Thiên Mỹ. À, cái gì? Bảo Di hả? À, ok, lâu lắm rồi không chia sẻ Bảo Di. Xuân sẽ chia sẻ cho cả nhà một cái kia Bảo Di năm 2 nha cả nhà nha, mầm gốc năm 2 đó, một cái kia cực đẹp mầm gốc nha cả nhà nha, và nó còn một mắt ngủ bên trên đó. Kia năm 2 Xuân sẽ giao lưu với cả nhà với giá là Xuân thích số 5 nha cả nhà nha. Xuân sẽ để cho cả nhà với giá là 5,5 triệu, và cả nhà đừng áp theo cái giá của thị trường nha cả nhà nha. Và đây là Xuân mang tính chất giao lưu với cả nhà, Xuân để cho cả nhà với giá là 5,5 triệu nha cả nhà nha. À, anh Hoa Lan Khánh Khôi không có cờ đỏ thì thôi em xin phép cả nhà. Em cầm cái này coi ai chốt rồi ghi. Em xin phép cả nhà, em sẽ giao lưu với anh Nguyễn Đình Luân. Bảo Duy, em sẽ giao lưu với anh Nguyễn Đình Luân một cái kia cờ đỏ nho nhỏ và dễ thương. Cờ đỏ nho nhỏ và dễ thương. Và kỳ cục cái tính của anh Luân đó là anh thích sưu tầm cái to, cái khỏe, cái đẹp. Cái to, cái khỏe, cái đẹp. Thì em xin phép cả nhà nha, em giao lưu anh Nguyễn Đình Luân. Và em nói tặng thì chắc anh Nguyễn Đình Luân sẽ không nhận đâu. Cho nên là cái này là em rất là tâm huyết và em cũng rất là tâm đắc để phát triển cái thị trường hoa lan của khu vực miền Tây. Thì anh chưa có cờ đỏ, em tặng sợ anh ngại anh sẽ không nhận. Thì bây giờ là em sẽ để cho anh một chiếc cờ đỏ. Và anh thích chuyển khoản bao nhiêu anh chuyển khoản nha, coi như là tình cảm của em. Và em đang giữ số tài khoản của em đây, số tài khoản của em này anh biết rồi. Và anh chuyển bao nhiêu thì là tùy tâm. Nhưng mà em nghĩ rằng là cờ đỏ thì em không có nhiều. Nhưng mà em tặng và anh chuyển khoản bao nhiêu anh chuyển khoản. Cờ đỏ. Cái kia này nó bị chột mầm gốc rồi.
Ok, chút nữa đi. Để xử lý cái cờ đỏ cho anh Nguyễn Đình Luân. Cờ đỏ. Cờ đỏ em chưa có. Anh Nguyễn Đình Luân được cái là rất là dễ thương, rất là dễ chịu, nhưng mà có nghĩa là riêng á, nhập cây á, thì phải nhập cây toàn bộ cây đẹp thôi. Còn á, mà cây nhỏ nhỏ yếu yếu, anh ấy nói một câu rất là vui: anh vừa ở chơi anh chưa biết cách chăm sóc đâu, đưa cái yếu này anh không biết là anh có chăm được không, cứ đưa anh cái to to đi, cái đẹp đẹp đi, cứ bao nhiêu em cứ nói, hay lắm. Đây à, khả năng chậu cờ đỏ này là cái chậu đẹp nhất của vườn em nha, và của riêng em, không chung chạ với ai cả đó. Về chưa làm mầm gốc nha anh Nguyễn Đình Luân nha, em đang tính để nó mập mạp hơn tẹo nữa thì nó mới để mầm gốc. Và em hy vọng rằng là cờ đỏ sẽ từ giờ đến Tết sẽ có một cái hoa chính chủ tung bay ở tại Long Xuyên, An Giang. Và cái chậu này là em xin phép cả nhà nha. Và em nè, các mắt nó sưng hết rồi nè, không biết hoa hay kỳ đó. Em hy vọng rằng là em đưa cho anh, và anh sẽ cùng em, và nếu như mà hoa cờ đỏ mà được tung cánh và được khoe sắc ở tại khu vực miền Tây, đó là niềm hạnh phúc của em, cũng như là niềm hạnh phúc của anh em hoa lan trên toàn quốc, cùng lan tỏa, cùng để cho những ai chưa được ngắm cờ đỏ sẽ được ngắm cờ đỏ ở tại khu vực miền Tây. Và gần như là Long Xuyên, An Giang thì gần như là muốn cuối rồi, đúng không ạ? Đó, cũng An Giang thì cũng giáp cái vùng biên giới, đúng không ạ? Đó, thì em hy vọng rằng là anh em chúng ta sẽ cùng mọi người yêu lan ở khu vực miền Tây sẽ được ngắm trực tiếp em đó, em ấy nha. Và cái chậu này nha, em nói rồi, em sẽ cùng với anh để đưa vẻ đẹp hoa lan tới mọi người, mọi nhà, tới những người đang yêu lan. Thì cái này em sẽ không phát giá, và anh chuyển bao nhiêu anh chuyển nha. Nó đã là của anh rồi. Ngày mai hay lúc nào đó tài xế anh có chạy ngang qua đây thì anh kêu tài xế ghé chở kiếm, với lại chở cái chậu bạch kỳ hoa, rồi xong bắt đầu là đưa chậu cờ đỏ này về chăm luôn nha anh nha. Nó là chậu đẹp nhất của vườn em rồi đó, và năm nay là anh được ngắm hoa thôi chứ em không được ngắm hoa đó. Ok em, xin chào 535 người đang xem, xin chào cả nhà. Rồi, hôm nay Xuân nói hơi lớn, nói hơi to, giờ cái giọng hơi khàn rồi. Xuân xin phép là mỗi tối Xuân cùng em Cao Tùng Huy lên gặp gỡ cả nhà một chút. Rồi cả nhà lại giao lưu với em Cao Tùng Huy nha. Chúc cả nhà có một buổi tối đầu tuần, đúng không ạ? Hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Và hy vọng rằng là ngày mai là ngày thứ ba thì chúng ta có một buổi làm việc, rồi có nhiều cái sự may mắn, nhiều sự thành công tới bên cả nhà nha, cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Chúc mừng anh Nguyễn Đình Luân sở hữu chậu cờ đỏ rất là đẹp. Quý đâu đó 30 xe hả? Chưa. Quý ơi. Dạ. Quý ơi, xin lại anh Luân hai mắt đi. Chắc phải xin lại là xin anh luôn hai mắt để ươm quá à. Cả nhà ơi, phải nói là đợt vừa rồi thì cả nhà cũng đã thấy là ví dụ như Huy có live trực tiếp live stream, rồi Huy có chụp hình cái hoa cờ đỏ, dạ đấy, cái bông cờ đỏ mà vừa rồi nở cũng khá là đẹp. Tất nhiên là vì cái vị trí địa lý này, rồi cái khí hậu này, nên là cần một thời gian nữa để cờ đỏ nở đều hơn, đẹp hơn, nhưng mà như thế cũng rất là đẹp rồi.
Đấy. Cả nhà chờ Huy một chút xíu ạ. Dạ, sorry cả nhà. Dạ, nên là cả nhà chúng ta cứ chơi, cứ đam mê. Cái gì mất thì nó đã mất rồi, cái gì hư thì nó đã hư rồi, phải không ạ? Và đến bây giờ cái thị trường lan vẫn còn, dạ, vẫn còn bon bon chạy, vẫn còn mà rất là nhiều anh em tâm huyết, rất là nhiều anh em sưu tầm và cũng rất là nhiều đấy, rất là nhiều anh em mà rất là mê. Nên là chúng ta cứ chơi thôi. Dạ, bản thân Huy là một người rất là mới, một người mà đi hát rồi xong rồi nhảy qua đam mê hoa lan. Chơi lan lúc đầu cũng vì kinh tế, Huy nói thật luôn là lúc đầu năm 2021 thì bản thân Huy cũng là một người mà vào lan chỉ mục đích kinh tế, nhưng mà thực chất là Huy sau đó Huy mê luôn. Thì Huy cũng chơi cũng như giống như anh Luân, cũng như tất cả anh chị em. Đấy, thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Chúng ta cứ cảm nhận đi cả nhà, đừng có lo sợ. Nhà chúng ta đừng có lo sợ, ngay cả bây giờ mà cả nhà chúng ta nói là đấy, đất là cái mà nguồn lực chính của nhà nước, rồi là nơi mà gọi là gửi tình yêu vào đất đây. Nhưng mà bây giờ thì khi mà ngân hàng hút tiền vào siết rum thì nguồn tiền trong dân rất là thấp, rất là ít, thì chúng ta muốn bán đất cũng rất là khó, ai cũng vậy, đấy là thực tế. Rồi chứng khoán, rồi Bitcoin, rồi tất nó đều gì ạ, đều quay đầu găm đầu đi xuống. Và chúng ta, việc chúng ta chơi thôi, chúng ta cảm nhận thôi. Chúng ta chưa được thành công thì chúng ta cố gắng một ngày chúng ta thành công. Huy cũng mong như thế, bởi vì bản thân Cao Tùng Huy cũng chưa thành công. Đấy. Đấy. Và thất bại là mẹ của thành công. Đấy. Dạ. Còn đấy là ca Xuân đã thất bại là mẹ của thành công, còn đối với Huy thì thất bại là bà ngoại của thành công. Vui thôi cả nhà. Đấy. À, chúng ta sinh ra trên cõi đời này cũng từ hai bàn tay trắng mà, đúng không ạ? Chúng ta làm cái gì chúng ta làm. À, có những lúc chúng ta chưa thành công thôi, chứ chúng ta đừng có bao giờ đặt cái chữ thất bại vào trong đầu, và chúng ta đừng có đặt cái chữ thua cuộc vào trong đầu. Đấy. Anh Nguyễn Đình Luân chia cho em hai mắt với anh Luân nha, để em có giống cờ đỏ, mê lắm. Thôi, hồi nãy nói vui, hồi nãy có anh chị em hỏi về Hồng Mỹ Nhân. Huy xin phép chia sẻ với cả nhà chúng ta một chậu Hồng Mỹ Nhân như thế này. Đấy. Mỹ Nhân là Mẫn Nhi. Dạ. Yeah. Đấy. Phải không cả nhà? Một cái mầm Hồng Mỹ Nhân rất là đẹp. Cái này thì cả nhà chúng ta chưa làm hoa Tết được đâu. Bởi vì cái thân này đi rất là phê. Còn cái thân già này thì đã lên hoa rồi cả nhà. Đấy, bật một cái mắt thức ở đây rồi này. Đấy, có thể kích để chúng ta xem ở dưới này còn có key nào nữa không. Nhưng mà trên đỉnh này thì chắc chắn là có một mắt đã thức này. Đấy, biết đâu là lên một cái hoa xong rồi để chúng ta ngắm hoa Tết, gần Tết chúng ta ngắm hoa. Rất là đẹp. Huy chia sẻ giao lưu với cả nhà chúng ta cái mỹ nhân này với giá 555k. Dạ, 555k nha cả nhà. Một cái duy nhất thôi cả nhà. Vâng, một cái hồng mỹ nhân duy nhất. Đâu đó cũng phải đó. Cả nhà chúng ta nhìn Huy ước chừng phải 20, 40, tầm 60, 70 sen nha cả nhà. Đấy, chia sẻ vui với cả nhà chúng ta, 555k một chậu duy nhất thôi. Anh chị em chúng ta thích, anh chị em chúng ta chốt về chúng ta chăm. Đấy, cái mầm gốc nên bộ rễ rất là khỏe luôn, rất là phê luôn đấy cả nhà. Vâng, rất là phê. Và hồi nãy cái Bảo Duy, hồi nãy mà Cao Xuân phát giá 5,5 triệu là một cái kỳ rất là đẹp nha cả nhà. Dạ, còn có một cái mắt ngủ phía trên nữa. Anh em nào thích, kết rồi thì chốt thôi. Đừng trả giá, đừng nói thôi 4 triệu để cho em hay là 5 triệu để cho em. Tại vì cái giá của cái kỳ đó là đã là rất là mềm mại để cả nhà chúng ta giao lưu rồi cả nhà. Vâng. Em sẽ lên một cái người đẹp không tên. Dạ. Yeah. Người đẹp không tên này nữa. Đấy. Vâng, chốt Bảo Duy cho anh Hoàng Thiên Bảo hay là Mỹ Nhân cơ? Mỹ Nhân. Rồi, Huy chốt Mỹ Nhân cho anh Hoàng Thiên Bảo nhá. Dạ, phía sau lưng đó. Cái to đó. Dạ, đó. Rồi, cái người đẹp không tên này nè. Dạ. Cái gì nụ chị? Bên đó. Ờ, đây. Đâu nhỉ? Đây. Bông nụ đây rất là đẹp đây. Dạ, một cái chậu thắc mơ nó cũng đã về với tín đồ yêu lan rồi nha cả nhà. Đấy, cả nhà thấy không ạ?
chúng ta vẫn có cái sự mà lan tỏa, mọi người cùng nhau giao lưu, cùng nhau sưu tầm giống. Anh em hay nói là rẻ không mua, đắt lấy gì bán, câu đó cũng sẽ đúng đấy, đúng với rất là nhiều trường hợp đấy. Và chúng ta sưu tầm thì chúng ta cứ sưu tầm thôi. Ví dụ như cái người đẹp không tên này này, cả nhà chúng ta sưu tầm bây giờ, chúng ta cứ sợ giá nó rớt xuống hay như này kia, nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ là nếu như chúng ta nhân được giống, làm được kia thì chúng ta phải mất một năm nữa cả nhà. Nên là chúng ta cứ chăm, miễn sao chúng ta có cái cây khỏe, cây đẹp, chúng ta chăm để chúng ta đam mê. Chúng ta sợ bây giờ thì cái thị trường nó cũng đã gì ạ? Nó cũng đã dần ổn định rồi. Vâng, anh em đam mê vẫn cứ dành cái tình cảm cho cây lan, và đơn cử như là những cái buổi livestream này, anh em chốt này, rồi những cái bài đăng của Huy, bài đăng của Hoa Lan Bình Phước lên trang, cả nhà cũng thấy là anh em sưu tầm rất là nhiều. Dạ. Và rất là nhiều đơn đi đến khắp mọi nơi trên toàn quốc. Ngoài ra những anh lớn, xin phép nói những anh lớn ấy, như là Ca Xuân, anh Chính Trương, rồi nhiều anh chị em nữa sẽ cùng đồng hành, cùng xây dựng, cùng phát triển. Và đấy là gì? Đấy là cái động lực cho anh em chúng ta. Nếu như chúng ta đam mê, chúng ta thích thì chúng ta chơi. Dạ. Người đẹp không tên là Huy giao lưu với cả nhà chúng ta. Dạ, Huy giao lưu với cả nhà chúng ta. Cái người đẹp không tên là cái mầm gốc rất là đẹp nha cả nhà, đang mở lá rất là phê này. Đấy. Ngoài ra thì cái kia này được một cái mà điểm cộng và được một cái ưu thế, đó là bộ rễ khỏe của kia năm nhất. Dạ, bộ rễ rất là khỏe của kia năm nhất. Hello anh Ngọc Võ. Dạ, đấy, cái này Huy giao lưu với cả nhà chúng ta 9.999.000 nha cả nhà. Dạ, 9.999.000 cả chậu này nha cả nhà. Và cả nhà chúng ta, nếu như mà cả nhà chúng ta ở Bắc có lạnh, ở miền Trung có lạnh, thì Huy xin phép chăm đến qua năm, Huy giao về cho cả nhà chúng ta chăm. Và hàng ngày Huy livestream thì Huy sẽ quay cái cây cho anh chị em chúng ta xem nha cả nhà. Vâng, đấy, người đẹp không tên. Vâng, rất là phê nha cả nhà, kỳ rất là đẹp. Vâng, anh trai đây, anh trai ạ. Đây, anh Ngọc Võ. Em có ghi cái tem lại, hình như là em ghi tia chớp hả? Tia chớp, em ghi lại đây, hồi trước em ghi lại. Dạ. Một cái tia chớp rồi nha. Vâng. Đây. Ngọc Xuân Cước nha cả nhà. Vâng, Ngọc Xuân Cước. Ngọc Xuân Cước. Cái này thì Huy đã chia sẻ cho anh em rồi. Dạ, Huy đã chia sẻ cho anh em yêu lan rồi. Cả nhà ơi, cả nhà có thể chia sẻ giúp Huy cái bài like của Huy. Dạ. Chia sẻ giúp Huy cái bài like của Huy đến với tất cả anh chị em yêu lan với được không ạ? Dạ, nãy giờ mãi nói chuyện. Hôm nay là một cái niềm vui của vườn, niềm vui của anh chị em yêu lan. Và anh Chính Trương cũng thế, nữa là lặn lội từ Sài Gòn, từ Hà Nội, ngoài Bắc vào để gặp Ca Xuân, để anh em nói chuyện, để có những cái vấn đề anh em cùng nhau xây dựng, cùng nhau bắt tay hướng về phía trước. Thì đó, đấy là điều mà Huy rất là mong muốn, mà Huy tin chắc rằng là rất là nhiều anh chị em mong muốn. Dạ, không phải là đem cái cây hoa lan mà trở lại với cái giá thật là cao, nhưng mà giữ vững cái thị trường để chúng ta phát triển thôi. Dạ, không cần phải là nó cao sang gì, mà để chúng ta dạ, lan tỏa cái niềm đam mê, đưa cái cây lan đến với tất cả anh chị em yêu lan, muốn có cây, có kỳ để chăm, muốn có hoa để ngắm, và tạo cho mình dạ, một cái niềm đam mê, một cái niềm vui trong cuộc sống. Dạ. Anh Pha Quang Phạm, cho xem hồng yên thủy 20 sen nhé anh. Dạ ok, em sẽ lấy một cái hồng yên thủy giao lưu với cả nhà nữa. Đấy, một mặt bông được sổ tại vùng Yên Thủy, Hòa Bình nhé cả nhà. Đây. Đây, 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 đây. Huy sẽ quay một cái hồng yên thủy. Cái này đi, không có phải 20 hay 30 sen. Huy sẽ giao lưu với cả nhà chúng ta một cái hồng yên thủy này này. Dạ, một cái hồng yên thủy này đấy cả nhà, mở ngọn rất là đẹp, còn có những thân già bé bé, hai cái mầm gốc lên rất là phê này cả nhà. Đấy, và cái hồng yên thủy này Huy cũng xin phép giao lưu với cả nhà chúng ta 550k. Dạ, đấy, cả nhà thấy hồng yên thủy, đáng lẽ là nếu như mà để đăng lên, để mà báo giá thì chắc chắn là gì ạ, nó sẽ cao hơn. Nhưng mà anh em một ngày khá là vui đối với tất cả anh em chúng ta, một ngày đầu tuần tràn đầy năng lượng, thì Huy sẽ chia sẻ cái này với giá 550k để cho anh em chúng ta thích, anh em chúng ta sưu tầm. Dạ.
Và Huy cũng chỉ xin chia sẻ một cái hồng nguyên, một chậu hồng nguyên thủy duy nhất nhé cả nhà. Chúng ta cũng không áp dụng vào đâu hết. À, chúng ta thích, anh em chúng ta thích, anh em chúng ta chốt, anh em chúng ta về chúng ta chăm. Dạ, đây cả nhà nhé. Dạ, bạch tuyết hiện tại em không còn cái bé nữa cả nhà. Bạch tuyết cái bé hiện tại em không còn. Và cái hồng nguyên thủy này, dạ, cái hồng nguyên thủy này khá là đẹp. Hơn 20 sen luôn, dạ. Dạ, anh chị em chúng ta thích, anh chị em chúng ta chốt, về chúng ta chăm. Cái này thì gửi thẳng về cả nhà chăm được. Nó đã mỗi cái thân, mỗi cái mầm đã hơn 20 sen rồi. Dạ, đã hơn 20 sen rồi nhé cả nhà. Vâng. Vâng, đây nha cả nhà, rất là đẹp nha cả nhà. Để Huy quay, Huy chụp lại cho người anh cái. Đấy, 550k. Rồi, dạ vâng. Đấy. Ngoài ra Huy sẽ lên một cái hồng minh châu nữa. Huy sẽ quay. Huy sẽ lên một cái hồng minh châu. Đây, Huy sẽ lên một cái hồng minh châu này nữa. Cả nhà chúng ta thích, cả nhà chúng ta chốt. Cái hồng minh châu này 20 40 dạ. Yeah. Tầm 50 sen nhé cả nhà. Lên một cái hồng minh châu duy nhất 50 sen. Và Huy giao lưu với cả nhà chúng ta cái hồng minh châu này. Dạ. Yeah. Huy giao lưu với cả nhà chúng ta một cái hồng minh châu này. Đây là một cái mầm gốc lách, rễ rất là khỏe. Đấy, rễ lùng chậu rồi nha cả nhà. Đã trồng rất là lâu rồi. Và trên bài like thì Huy giao lưu với cả nhà chúng ta cái này với giá, cũng với giá là 599k này. Để nó khác 555 đi. Bởi vì lát nữa đấy anh chốt cái 555 không biết là hồng nguyên thủy hay là hồng minh châu. À, một cái như thế này thôi cả nhà. Một cái duy nhất thôi. Và cả nhà chúng ta nhìn cái độ lực của cái kia, cả nhà chúng ta cũng đã biết một cái này thôi. Vâng, cả nhà chúng ta thích. Ai chỉ có giống, anh chị nào chỉ có giống chốt một cái duy nhất, em chốt cho một người thôi ạ. Dạ. Dạ, bạch tuyết kia bé hiện tại em không có, em chỉ có loại bạch tuyết tầm khoảng độ 20 sen thôi. Dạ. 20 sen, 25 sen, 30 sen em có, còn bé dưới 10 sen hiện tại như em không có. Vâng, đấy nhá cả nhà chúng ta thích cái hồng minh châu này, cả nhà chúng ta chốt hoặc chúng ta chụp lại màn hình, ai chốt trước, em để cho người đó trước nhá cả nhà. Cái này để kiếm một cái kim mà to và đẹp mà dài như thế này mà với 599k thì rất là ít luôn. Đấy. À, hôm qua tới giờ thì rất là nhiều anh chị em hỏi về. Rồi Huy chốt cho Huệ Đỗ. Huy chốt cho Huệ Đỗ cái dạ hồng minh châu 599 ạ. Dạ. Bây giờ ai chốt trước đúng cú pháp chốt hồng minh châu 599 kèm với số điện thoại, em chốt cho người đó, tại khá nhiều anh chị em chốt rồi. Dạ vâng ạ. Dạ alo, dạ vâng ạ. Dạ em Huy đây ạ. Dạ. Dạ được anh, hôm nào anh ghé vườn anh gọi cho Huy trước ha. Dạ. Dạ vâng. Dạ vâng anh, dạ vâng. Dạ vâng, anh cứ tới em uống cà phê ngắm hoa ngắm cây, nếu mà ngày mai thì còn có thiên mỹ nở, mời anh ghé ngắm cây, ngắm hoa. Rồi xong rồi bao nhiêu chậu thì chúng ta nói chuyện sau. Dạ. Dạ, dạ vâng anh. Dạ vâng anh ạ, à. Dạ vâng ạ. À. Dạ, 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 em cảm ơn anh. Dạ vâng ạ, à. Dạ. À, hình như là có khá là nhiều anh chị em chốt cái món hồng minh châu. Và rồi chốt cho anh Cao Điệp Nha Trang này. Chốt cho Huệ Đỗ 599k cái hồng minh châu này. Dạ rồi. À, cái hồng yên thủy thì chưa thấy ai chốt. À, cái hồng nguyên thủy thì chưa thấy anh em chốt.
Anh Lê Văn Thoáng cũng muốn chốt 599, nhưng mà chắc là Huy chỉ có một cái duy nhất đó thôi cả nhà. À, Huy sẽ lên một chậu HO cho cả nhà. À, một chậu HO đẹp đẹp đi, có nhiều nhiều ki đi về nhà cả nhà chúng ta nhân giống nha cả nhà. Rồi Huy sẽ ráng kiếm một vài chậu Phú Thọ mà có nụ. À, đúng rồi, để cả nhà chúng ta về chúng ta ngắm Tết Tây. Tại mấy ngày hôm nay thì không còn nhiều, dạ, không còn nhiều Phú Thọ nụ để cho chia sẻ cho cả nhà. Nên là cả nhà chúng ta thông cảm nha cả nhà. Nhưng mà Huy sẽ kiếm một vài chậu đẹp đẹp, đấy, có nụ đẹp đẹp để chia sẻ cho cả nhà. Còn HO cái chậu này nha cả nhà, đấy, nguyên cả cái chậu này về cả nhà chúng ta trồng. Dạ, bên này ca, ngay cái chỗ khu mà hay lách xuống đó ca, có cái kia đứng dài dài to to đó. Đây cả nhà ơi, thân mẹ này là Huy sẽ kích cho cả nhà, tối nay là Huy sẽ kích cho cả nhà. Dạ vâng ạ. Không phải cái đó, à, đúng rồi cái đó, dạ. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. À cái này nha cả nhà, lát nữa là cả nhà chốt thì Huy sẽ kích cho cả nhà. Về ngắm hoa cũng được, mà có hoa thì ngắm hoa, mà không có hoa thì chúng ta khai thác ki. Đấy, một cái cây thân mẹ này 20 cm. Còn một cái mầm gốc này thì rất là dài, chắc gần cả mét rồi cả nhà. Huy chia sẻ với cả nhà chúng ta cái HO này, chậu HO này với giá 299k. Dạ. Cả nhà thấy không ạ? 299k, chậu khá là đẹp. Đấy, hơn phải nói là hơn 1 mét. Thì cả nhà chúng ta thích cái HO này, cả nhà chúng ta chốt. Đấy, Huy chọn cái chậu đẹp, lá không có sét, rất là sạch. Bên ngọn này cũng rất là đẹp này cả nhà. Đấy, nên là cả nhà chúng ta thích cái HO này, cả nhà chúng ta chốt 299k. Anh chị em chúng ta thích, anh chị em chúng ta chốt. Vâng, anh chị em chúng ta thích, anh chị em chúng ta chốt HO 299. Cảm ơn Minh Nguyễn nha, chào Minh Nguyễn, em chào anh Sơn Nguyễn. Dạ vâng, dạ. À anh chị em, anh chị ơi, anh chị chốt, anh chị check tin nhắn giúp em nhé cả nhà. Dạ vâng. Nếu như mà... Dạ, hoa hậu xứ Mường Huy có luôn. Dạ. Hoa hậu xứ Mường Huy có luôn. À, mà đang quay qua cái khu HO. À, để Huy qua lấy cái hoa hậu xứ Mường rồi. Huy sẽ chia sẻ cho một vài anh chị em một vài chậu chậu Phú Thọ nụ. Để về anh chị em chúng ta ngắm Tết Tây nha cả nhà. Đặc điểm thì Phú Thọ bây giờ túng vài 300k là chúng ta đã có những chậu khá là đẹp rồi. Vâng. Nên là để mua một bó hoa chúng ta cũng mất phải 300-400k. Vâng. Rồi Huy cũng sẽ chia sẻ với cả nhà chúng ta một cái hoa hậu xứ Mường đã lên mầm gốc này. Cái hậu hoa kia đây là một cái kia năm mầm gốc năm 2. Cái năm nhất thì được chút xíu thấp ngọn. Năm 2. Và cái này là mầm gốc của kia năm 2 nha cả nhà. Đấy. Thân khá là to. Đấy. Thân già khá là to. Cái này Huy cũng chia sẻ cho cả nhà chúng ta 666k. Dạ, 666k hoa hậu xứ Mường. Mặt bông rất là đẹp. Đấy, lưỡi rất là nhiều, nhiều lông. Rồi một cái để xem cái hoa hậu xứ Mường này coi như thế nào nào. Cái này bắt đầu sưng mầm gốc hả? Bắt đầu sưng mầm gốc mà đó có kia trên thân rồi cả nhà này. Đấy, Huy sẽ chia sẻ hai cái hoa hậu xứ Mường nha cả nhà. Cái này thì Huy chia sẻ cho cả nhà chúng ta 800k. Vâng. Đấy, 800k cái này, mầm gốc bắt đầu sưng, có ki trên thân. Cái này thì Huy chia sẻ 666k. Anh chị em chúng ta thích món nào, anh chị em chúng ta chốt món đó. Đấy, thích cái có ki, cái mầm gốc bắt đầu sưng đây cả nhà thấy không ạ? Đấy, hoa hậu xứ Mường, hai cái đó nha cả nhà. À, vài trăm ca, 500k chúng ta đã có những cái ki, những cái cây khá là đẹp rồi, giống khá là VIP rồi. Thì... À, chúng ta, việc của chúng ta là chúng ta cứ sưu tầm về và chúng ta chăm cho nó thật là đẹp. Chúng ta nhân giống. Ngày sau này chúng ta... Dạ vâng, nếu như anh chị em chúng ta ở Bắc này, ở miền Trung này, chúng ta nói là gửi cây về cho anh chị mà mầm gốc nó lên, nó sợ nó không lên được,
thì em xin phép để lại đây em chăm cho cả nhà. Vâng, đặc biệt là những cái mầm gốc. Vâng, rồi anh Dương Nguyễn Duy, cái chậu hồng nguyên thủy đấy ạ. Dạ, dạ, chậu hồng nguyên thủy đấy ạ. Đây này, đây là người đẹp và cún này. Người đẹp cún đã. Đây cả nhà nhá. Vâng, đây là chậu hồng nguyên thủy đây. Vâng, đây là chậu hồng nguyên thủy đây. Anh Nguyễn Duy Dương. Anh Nguyễn Duy Dương muốn em quay lại, nhân tiện trên đường đi ngang thì em quay luôn. Dạ. Đấy, chậu rất là đẹp nha cả nhà. Cái này thì chúng ta không sợ đâu, không sợ lạnh đâu. Bộ cái cây khỏe, rễ khỏe, chậu khỏe, rễ khỏe. Chúng ta không sợ. Vâng, không sợ thắt bây giờ cũng chả sao. Đấy, nếu mà thắt cũng không sao nha cả nhà. Rồi anh Nguyễn Văn Mạnh có phàn nàn gì về hoa hậu xứ Mường không ạ? Đều đấy là những cái mà những cái chậu khá là đẹp. Em vẫn để đây, em chăm cho anh đến khi mà mầm gốc lên khỏe. Em mang về cho anh cũng được, gửi về cho anh cũng được, không sao hết. Cả nhà ơi, cả nhà có thể giúp Huy chia sẻ, giúp Huy bài like của Huy với được không? Dạ. Cảm ơn, mới có 16 anh chị em chia sẻ bài like thôi à. Huy mong là anh chị em chúng ta sẽ chia sẻ giúp Huy nhiều hơn. Dạ đừng tiếc. Có những ông ăn rồi ngồi mà gặm nhấm cái quá khứ thì tội nghiệp thật. Và nó rất là tội những người mà ăn rồi chỉ gặm nhấm quá khứ cả nhà. Dạ rồi, cả nhà chúng ta muốn ngắm hoa Tết, em chia sẻ chậu hoa Tết. Thì tất nhiên là chậu hoa Tết thì em canh từ bây giờ còn 2 tháng thì em mới kích đây cả nhà. Chậu này gồm có ba thân già, đấy, đã thắt ngọn này, và em đã kích hết trong ba thân già này luôn rồi. Đấy, ba thân già này cả nhà thấy không, khá là đẹp. Để em trưng cái này qua bên này cho xíu nữa. Chậu Phú Thọ ba thân già, khá là đẹp. Đấy, cả nhà chờ em một chút xíu. Để Huy sẽ giữ cái thân già phía bên này một chút xíu. Này thân già giả Phú Thọ lâu rồi, cao không chia sẻ Phú Thọ, cao thất giả Phú Thọ kìa. Phú Thọ đây, Phú Thọ, cái chậu này nha cả nhà nha. Ba thân xuân đã thực hiện cái chế độ bón phân nè, để kích hoa nè, và đã kích rồi, bây giờ là nó đang chuẩn bị nhú rồi, và xuân đảm bảo với cả nhà rằng hoa cực kỳ là nhiều. Và cái chậu này xuân cùng anh cùng em Cao Tùng Huy sẽ chia sẻ với cả nhà yêu lan, và tới đây chúng ta sẽ được ngắm hoa vào Tết dương lịch. Đó, và cái chậu này xuân để cho cả nhà với giá là 399k nha cả nhà nha. Nguyên một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ, và xuân đảm bảo với cả nhà rằng sẽ dạ trên, Tết âm lịch ạ. Trên 20 vòi hoa, đảm bảo với cả nhà là trên 20 vòi hoa nha cả nhà nha. Và khi gửi về cho cả nhà thì xuân cùng em Cao Tùng Huy sẽ làm gốc của ba thân này luôn. Thì về là cả nhà vừa chơi hoa xong mầm gốc nó vừa hay lên luôn nha cả nhà nha. Và chúng ta chơi hoa xong chúng ta chăm tiếp, biết đâu lại cuối năm sau chúng ta lại có hoa để ngắm tiếp cả nhà. Đấy, hoa trồng hoa. Rồi, chốt cho anh Chí Phèo. Rồi, chốt cho anh Chí Phèo dạ. Nha. Tết ta nha anh ơi. Dạ, Tết ta. Lát nữa Tết Tây thì em sẽ ấy Tết Tây sau. Còn chậu Phú Thọ, dạ chậu Phú Thọ, chậu Hồng Nguyên Thủy. Hồng Nguyên Thủy nếu như mà anh Nguyễn Duy Dương chốt, em chốt cho anh Nguyễn Duy Dương nha. Dạ vâng. 369k. Dạ rồi, chốt cho anh Nguyễn Duy Dương chậu Hồng Nguyên Thủy 555k, 399k. Một chậu Phú Thọ đã được kích hoa. Đấy, để cho cả nhà chúng ta về. Rồi anh Mạc Văn Thắng cũng muốn chốt một chậu 399k này. Rồi, có luôn, Huy tìm cho anh lấy. Để Huy sẽ kiếm một chậu thật là đẹp cho anh Mạc Văn Thắng. Cũng là cái chậu mà Huy sẽ kích hoa luôn. Đây, ba thân, cũng là ba thân. Cả nhà thấy không ạ? Ba thân nha cả nhà. Vâng, ba thân và cái này cũng đã kích này cả nhà. Đã kích này.
Đấy, đã kích này, là kích hoa tết, chế độ bón bón phân này, đã bón này. Và chậu này rễ rất là nhiều, tất nhiên chậu khỏe thì rễ rất là nhiều. Đấy, hai chậu không kém cạnh nhau, đều có ba thân già, và đều kích hoa ở trên ba thân già hết. Để cho cuối năm này, đấy, chúng ta sẽ có hoa vào dịp Tết, chúng ta ngắm. Nhá cả nhà, 399, em cái này em chốt cho anh Mạc Văn Thắng. Dạ, anh Mạc Văn Thắng có ý kiến gì không ạ? À? Dạ, nhìn cái chậu này anh Mạc Văn Thắng có thích không ạ? À? Em thấy chậu này rất là đẹp rồi. Chúng ta sưu tầm một giỏ hoa hồng. Đấy, để chúng ta đi tặng hay là chúng ta trưng một bình hoa hồng. Em mới nhắn tin đến KK vào tin nhắn ra chụp hình. Thì chúng ta cũng mất đâu đó 300-400k phải không cả nhà? Đấy, và cũng là lần đầu tiên, có thể là lần đầu tiên mình chơi cái hoa này để mình trưng Tết. Anh Đỗ Hiệp, anh Đỗ Hiệp cũng muốn chốt một chậu 399 và Huy sẽ lựa một chậu 399. Nó xứng đáng 399 cho anh Đỗ Hiệp ạ. Cái chậu này thì khá là đẹp này. Chậu này ra xem thử. Chậu này, anh Đỗ Hiệp. Dạ vâng. Chậu này cũng rất là đẹp anh Đỗ Hiệp. Đây nha cả nhà. Cũng là 3 thân, thậm chí cái này 4 thân nữa. Nhưng mà Huy đã lỡ chốt cho anh Đỗ Hiệp rồi. Huy sẽ chốt cho anh Đỗ Hiệp chậu này. Vâng. Anh Tiến Trung muốn chốt một chậu, Huy cũng sẽ kiếm cho anh Tiến Trung một chậu. Ai nó xứng đáng với... Anh Tiến Trung anh gửi rồi. À dạ rồi, anh Tiến Trung ca sân gửi rồi. Anh chị em chúng... Đỗ Hiệp đúng không? Dạ anh Đỗ Hiệp để em nhận. Anh Đỗ Hiệp để em ấy cho. Anh Đỗ Hiệp đây để em gửi qua tin nhắn là ca vào trong phần tin nhắn thôi. Em hì anh được đấy. Đấy rồi. Ngoài ra cả nhà ơi, cả nhà chúng ta vừa ngắm Tết hoa Tết Tây, vừa ngắm hoa Tết ta, Huy có một chậu. Đấy, Huy có một chậu vừa ngắm hoa Tết Tây, vừa ngắm hoa Tết ta. Chậu này cũng rất là phê luôn. Đây cả nhà, tại sao Huy lại nói là chúng ta vừa có ngắm hoa Tết Tây, vừa ngắm hoa Tết ta? Bởi vì là cái nụ này cả nhà, đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái nụ để chúng ta ngắm hoa Tết Tây. Tại vì nụ như thế này chúng ta căn là có thể là sẽ rơi vào Tết Tây nha cả nhà. Ngoài ra chúng ta còn một khúc thân già bên trên đây này. Khúc thân già bên trên này, khúc thân già bên dưới này. Ngay bây giờ Huy có thể kích cho cả nhà luôn. Và ngoài ra thì cái khúc thân già này cũng đã kích rồi. Kích cái này là để đón Tết Tây này, là chúng ta vừa có ngắm hoa Tết ta, vừa ngắm hoa Tết Tây. Đấy. Cả nhà thấy không ạ? Cả nhà chúng ta thấy không ạ? Cả nhà chúng ta vừa ngắm hoa Tết ta, vừa ngắm hoa Tết Tây trên cái chậu này. Vâng. Cái chậu này thì hai thân rất là dài, mỗi thân là hơn 1 mét lận. Dạ. Thì chia sẻ cho cả nhà chúng ta một chậu vừa ngắm hoa Tết ta, vừa ngắm hoa Tết Tây. Cái hai thân rất là dài và chúng ta nhìn chúng ta sẽ thấy là nếu như chúng ta ngắm hoa thì khá là đẹp, phải không ạ? Cái này chia sẻ cho cả nhà chúng ta 450k nha cả nhà. Đấy, nụ này, cả nhà thấy không này, nụ rất là phê luôn cả nhà. Đây. Đây. Đấy, nụ rất là phê luôn. Đấy. Cả nhà thấy không ạ? Nụ rất là phê luôn. Đấy, một chậu này khá là đẹp. Cái này là chốt nhắn tin nhất đấy. Mấy cái nào em? 3599 này. 3599 là cái nào? À, nhưng nhắn rồi đó. Em vào trong tin nhắn em xem thử đã nhắn chưa. Chưa nhắn thì mình nhắn. Chưa. Còn nhắn rồi. Kéo xuống dưới. Vương Quốc Phàm đó. Chưa nhắn hả? 450k. Này là chậu nào? Chậu này, chậu 450k. Không, 399k mà. 399 này, kiếm một cái nữa đi. Anh Vương Quốc Phạm này đúng không? Ừ. Anh Vương Quốc Phạm, để Huy chọn cho anh Vương Quốc Phạm một cái chậu để ngắm hoa Tết ta nhá. Đấy, Huy sẽ kiếm một cái chậu tương đương với cái mức giá 399k cho anh Vương Quốc Phạm. Đây, không phải. Cái này này. Chậu này đi này. Chậu này tới 1, 2, 3... 5 thân. Đây, đánh quay. Ô thỏ chứ. Hát rồi hả? Ôi chết cha rồi. Chết cha rồi. Đâu có, bên này có hát ô. Có đoàn Phú Thọ mà. Có cái Phú Thọ mà.
399k. Từ kiếm cái ba thân cho nó đẹp. Là hôm nay nụ nhiều. Cái này đi. Cái này đi em. Ừ, đang nhúa rồi đó. Đang cắt đang ở đây. Để Huy quay cho anh nha. Anh gọi cái này chắc vươn ở đúng dịp Tết đó. Đấy, đúng rồi. Mà kích để mà căn tích âm mà. Cả nhà thấy không ạ? Rồi, em sẽ gửi hình chụp hình gửi cho anh trai. Dạ vâng, Phú Thọ chờ đón Tết ta, anh Vương Quốc Phạm. Vâng, anh Vương Quốc Phạm. Còn nếu như cả nhà chúng ta đón Tết vừa Tết Tây Tết ta thì cả nhà chúng ta chốt chậu này. Đấy, chậu này hai thân nhưng mà hai thân rất là to, rất là khỏe. Bộ rễ cũng rất là khỏe, ở dưới này khá là nhiều. Cái này chúng ta có thể làm ki cũng được này. Đây là mầm gốc này, ngoài ra bông này, búp này. Búp rất là phê nhá. Rồi, 450k. Cả nhà chúng ta thích, cả nhà chúng ta chốt một chậu đó duy nhất. Dạ. Đấy, anh em thích Tết âm thì em chia sẻ Tết âm. Chậu Tết âm này, đấy. Chậu này một thân. Chậu này một thân này cả nhà. Cũng đã kích rồi. 450 chưa có, hình như không coi có người chốt chưa cả. Chậu này một thân, hơn 1 mét. Thì chia sẻ cho cả nhà chúng ta 288k. Dạ. 1 thân 2, 4, 6. Tầm 1 mét nha cả nhà. 288k. Cũng đã kích rồi này. Cả nhà thấy không? Kích rồi này. Đấy. Cả nhà thấy không? Đấy. Nó sẽ mềm hơn một chút xíu. Vì có 1 thân. Nhưng mà 1 thân thì chắc chắn là gì ạ? 1 thân thì chúng ta chăm. Chúng ta về. Mai mốt nở cũng sẽ là khá là đẹp. Hả? Cái chế độ. Đấy, chúng ta phải cho cả nhà thấy không ạ? Đấy, có cái chế độ cho ăn, xong rồi phải mất thời gian để kích. Đấy, phải kích rồi, phải chờ đợi nữa. Chậu này cũng đẹp này. Chậu này cái thân già này, ui trời ơi, anh nào chị nào mà sưu tầm cái chậu này về chăm mới sướng này. Kích hoa rồi bắt đầu ngắm hoa Tết Tây nó mới sướng này. Wow, chà, thân rất là to luôn. Cái này, đúng không? À, cái này dịp hoa Tết ta chứ. Cái thân, cái mồng gốc này nó đi mà nó rất là to lên, to hơn ngón tay út của Huy luôn cả nhà. Rất là béo, đấy, nên là hoa mà nở thì rất là to, rất là khỏe đó. Hay là còn có một cái này là chúng ta chăm này, chúng ta nhân giống này cả nhà. Đấy, rễ này cả nhà. Ở đây là một cái ki đang phát triển nha cả nhà. Đấy, cái này thì về cũng đã kích rồi. Cũng đã kích rồi. Cái này về thì chúng ta ngắm Tết Tây, hoa Tết Tây. Đấy, một chậu mà chúng ta làm từ xa, nếu anh chị em có tỉ mỉ hơn thì chúng ta uốn cho nó đẹp hơn một chút xíu. Đấy, uốn cho nó rộng ra ngoài này, cho nó đẹp một chút xíu, bao quanh cái kia này, thẳng đứng này. Chậu này thì Huy cũng sẽ chia sẻ cho cả nhà chúng ta. Tất nhiên có hai thân thôi, nhưng một thân rất là to, rất là dài. Cũng sẽ chia sẻ 450k nha cả nhà. Dạ, 450k. Dạ vâng, em kích hoa bằng duy xanh nha cả nhà. Ngoài cái vấn đề mà chúng ta kích hoa thì chúng ta phải có chế độ ăn, chế độ bón phân. Và bón phân tầm khoảng 2 tuần. Rồi chúng ta sẽ kích hoa. Và vườn em đang kích bằng duy xanh. Đấy. Huy cảm ơn 299 anh chị đang xem live. Và Huy rất là mong cả nhà chúng ta chia sẻ giúp Huy cái bài live của Huy vào các hội nhóm với ạ. Huy cảm ơn cả nhà chúng ta rất là nhiều. Đấy, vừa rồi là Phú Thọ mà chúng ta đón Tết ta. Rồi Huy sẽ lên một chậu nụ thật là đẹp nữa. Bởi vì chúng ta có bông mà chúng ta trưng ở trong nhà thì cũng rất là phê rồi, rất là đã rồi. Về lại chúng ta vừa chăm lại vừa ngắm. Dạ. Yeah. Rồi vừa thưởng thức hoa nữa. Đâu đó 200-300k thì chúng ta đã tha hồ rồi. Đấy. Ngoài ra chúng ta vẫn có thể nhân giống lên được nữa. Đây còn có một chậu 350k này cũng đẹp này. 399k nó cũng rất là đẹp này. Chậu này 4 thân luôn, 4 thân rất là đều luôn. Đây, có một cái chậu này ngắm Tết Tây nha cả nhà, đã kích hết rồi. Đã kích hết ở trên thân rồi. 4 thân đều nhau. Vâng, 4 thân đều nhau nha cả nhà. Đấy. 4 thân đều nhau. À, gồm hai mầm gốc và hai ki trên thân. Được kích hết tất cả trên thân luôn. Cả nhà chúng ta chốt cái này. À, với giá 399k. Vâng, 399k. Chậu này rất là đẹp nè. Đấy, chậu này cực kỳ đẹp luôn. 4 thân rất là đẹp luôn. Bông không còn nữa. Bông có một chậu hồi nãy thôi.
ở đây này, cái chậu này bắt đầu ngắm hoa tiết tây này. Còn một cái bông này nhé cả nhà, đi một vòng rồi mới có một cái bông như thế này. Và đây là một cái chậu có hai cái mầm gốc. Đấy, từ cái kia đôi lên mầm gốc. Đấy, thân mẹ trước đã phát triển rồi và đã cắt để ươm ki rồi. Năm nay là để làm hoa. Rồi 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6 này, 7, 8 này. Bên này 8 bông. Bên này bao nhiêu bông nữa nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là hai cái này 15 bông nhé cả nhà. Một cặp này 15 bông. Vâng. Cặp này 15 bông. Đấy. Cặp này 15 bông chia sẻ cho cả nhà chúng ta cái này, cặp này với giá 333. Dạ, 333k nha cả nhà. Có bông này, bông khá là đẹp. Chắc là chậu hồi nãy vừa cái bốn thân đấy em. Dạ rồi, Huy chốt cho anh Minh nhí.